hạnh đức của bậc thánh hiền giữa đời hiện thế. Người xuất gia, các ái ly gia, không xuất gia, tu tại gia hay bất kỳ nơi nào, khi giữ được những đức hạnh này giữa đời thường thì nhất định đạt được quả vị thánh hiền khi vô thường gõ cửa vậy. Hôm nay xin chia sẻ với mọi người về 10 điều hạnh đức phẩm thánh hiền, còn gọi là 10 món bửu pháp thầy ban cho nhân sanh thời đại đạo tam kỳ phổ độ. 10 món bửu pháp linh thiêng, em nào làm được thánh hiền chẳng sai. Điều thứ nhất, tuân y luật pháp, đúng chân truyền của Đức Chí Tôn, mặc ai bày vẽ thiệt hơn, đạo tâm nhất dạ, chẳng sờn lòng son. Điều thứ hai, tông đường trọn hiếu, phụ mẫu ân trọn đạo làm con, vợ chồng trọn nghĩa cao son, phận làm cha mẹ trọn tình cùng con. Điều thứ ba, giữ tròn trai giới, cùng tương rau dưa muối hàng ngày, sớm chiều thanh đạm trường chay, nhẹ nhàng thân xác chẳng hoài công ta. Điều thứ tư, tránh xa đảng phái, không nao lòng đường phải cứ đi, không nghe xúi dục lôi trì, đức tin mạnh mẽ tam kỳ độ sanh. Điều thứ năm, thực hành phước thiện, giúp đỡ người đau yếu thế cô, giúp người tàn tật già nua, dưỡng nuôi trẻ nhỏ cuốc côi não nùng. Điều thứ sáu, dặn lòng hàng bữa, chẳng đặng thâu tiền của chúng sanh, thanh liêm trong sạch trong lành, ngôn công đức hạnh tập tành cha siêu. Điều thứ bảy, thương yêu đồng loại, như anh em thân ái một nhà, như cùng một mẹ một cha, đỡ nâng dìu dắt thuận hòa dưới trên. Điều thứ tám, chẳng nên phản bạn, lòng trung kiên chẳng đặng bội sư, công bình bác ái nhân từ, trung thầy nghĩa bạn tâm tư sáng lòa. Điều thứ chín, hiền hòa chân thật, đừng vong công bội đức lộng quyền, ở như các đấng thánh hiền, thực hành chữ nhẫn lưu truyền noi gương. Điều thứ mười, yêu thương mạng sống, trọng mạng người trọng mạng thú cầm, kính trọng sinh mạng nguyên căn, vừa theo thánh chất đạo hằng chí tôn. Đức hộ pháp, Nam mô Tam Châu Bát Bộ Tam Thiên Thế Giới Vi Đà hộ pháp Thiên Tôn.